Rồi, em xin chào tất cả anh em nha. Thì sáng hôm nay đóng hàng để giao cho anh Diện thôn thôn gì? Thôn An Ngu hả? Thôn An Ngu xã Tân Thôn Tiến. thôn đang Thôn ngu thôn Đa Ngu xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 20 cái bẫy chuột cống nhum loại 6 vuông nha. Thì đó, bữa nay đóng hàng đi giao cho anh luôn nha anh Diện nha. Còn số bẫy này thì bây giờ em vô đích vô nắp nữa thì giao cho anh Tuân, ấp 3 xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Còn cái số này là số lợp bẫy chuột đường mòn. Chuột đường mòn thì giao cho anh Chúng ấp cái chách xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang luôn. Nãy là bên kia là Hậu Giang, còn đây là Kiên Giang. Còn bây giờ giao cái này thì ở ngoài Hưng Yên, giao cho Hưng Yên. Anh em nào có nhu cầu thì cái việc liên hệ với em nha. Thì bảy chuột cống nhâm 6 vuông, 5, 6 hoặc 6 vuông cũng được ha. 6 vuông thì nó rộng rãi hơn, con chuột thì nó vô thoải mái hơn nha. À, lò xo là bao chất lượng luôn nha. Cống nhâm cắn là không xi nhê vậy, chỉ có gãy răng nó thôi. À, đây là móc chống sảy nha. Đây, khi con chuột vô rồi thì gài móc rồi thì vô phương đường mà ra được. Rồi, anh em nào cần thì cái việc liên hệ với em. Bẫy chuột cung nhâm, bẫy chuột đường mòn, lợi cá, bẫy rắn. Số điện thoại em để trên màn hình nha. Rồi, còn cái này là bẫy chuột đường mòn nha anh em. Bẫy chuột đường mòn, chuột cơm, chuột lúa mình á. Thì chiều dài của nó là 2 tấc, còn chiều cao của nó thì 6 ô lưới, chiều ngang 7 ô. Lưới này lưới phân 2 nha. Đó, bây giờ gửi qua Kiên Giang nha anh em. Đây, rất mạnh, gửi qua cho Kiên Giang, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Em chúng 30 cái. Còn 5 cái bẫy cống nhum này thì gửi cho anh Phú ở bên cái sách Sóc Trăng. Anh mua thêm, tại vì hôm nay cũng mua mấy chuyến rồi, cũng đặt em mấy chuyến rồi mà đi đặt bẫy đó bị mấy anh Năm chôm chĩa, giờ hụt bẫy, thiếu bẫy, cho nên mua thêm 5 cái nữa. Thì mình nè, cảm thấy đẹp không? Chuột vô là khỏi sảy. Con so này cứng lắm nha, độ co giãn của nó cũng rất là ok. Tay của em phải ghi gì nè, thì nổi gần cái tay luôn, nó mới lên được cái lò xo này. Mạnh lắm. Đó, 30 cái. Tặng cho em mấy 10 cái lò xo, 10 cái lò xo nhỏ chuột đường mòn này luôn. Rồi, thì anh em nào có nhu cầu bẫy chuột, bẫy rắn, lợ cá gì thì cứ liên hệ với em nha. Số điện thoại em để trên màn hình. Giờ đóng vô bao 30 cái này thì đóng vô bao đó cũng hơi bự. Rồi, em xin chào cả nhà thân yêu của em nha. Thì tiếp tục thăm bẫy chuột cả nhà ơi. Cả nhà mình ngày mới luôn nhiều sức khỏe nha. Đây em có 4 cái rộng ghê luôn mà em đặt có 4 cái,
mà cái cỏ nó thấp 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 không. Đây một cái lú cái càng, lú cái càng, ngoài kia một cái nữa, đây lú cái càng là chắc cú sẽ dính rồi. Đó, thấy chưa, biết ngay. Chạy nó mày. À, một em về đây đây, em vào đây, biết cao vào đây, không biết có dính em nào không. Rồi cái này còn y. Thì bên em cũng vẫn bán bẫy chuột cống nhum quanh năm nha cả nhà. Bẫy chuột cống nhum, lợi cá, bẫy rắn, bẫy chồn quanh năm luôn. Đó, một em hai cái quá in. Còn bên đây hai cái nữa, tại vì hai cái mấy bên này em đặt em thấy nó giống, nó mồi cái bụi mì á, bụi khoai mì nè, không biết có dính hay không. Hai cái tên cái dưới cái, rồi cái dưới thấy lú càng cả nhà, nó kìa, nó nằm đó kìa, còn cái ở trên đó. Ôi con này nhỏ nè, hôm qua em thấy nó mồi nè, nó mồi nó ăn em đặt. Ôi cái dính cái không, cái này đừng mòn đi cũng ngon ghê luôn mà không dính, dính con nhỏ xíu. Mấy con này, mấy con này thì về bỏ vô lòng rồi cho nó ăn, nuôi nó lại. Nuôi nó lại chứ đâu có giao được đâu. Nhỏ gì đâu có ai lấy đâu giao. Tiếp tục nha cả nhà. Đây cái nữa. Trong cái lùm cỏ này. Rồi nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhích. Lùm ngay cái miệng hang, cái hang cũng lứa nữa, bự hơn con hồi nãy chút xíu, bự hơn con nãy chút, 9-10. Ở dưới tôi đang cắt cỏ. Nhìn cắt không lôi cắt mà nó nhìn, thấy em quay, thấy em quay không biết gì. Nhìn ở đây em có con cái nữa. Đâu rồi, ai rồi, ai lụm nữa, ai cũng là lứa nữa, bự hơn chí chí không à, chứ không có bự nhiều. Tiếp tục đèn cái nữa nè, qua đường cũng im lắm luôn. Đâu rồi, kêu ơi, đây đây bên này dính dính nè, đây nó quá im. Con này bự nha, con này bự hơn ha mấy con hồi nãy chút, mấy con này ăn chút rồi. Khá là ok. Vô. Trong đây cái nữa. Rồi cái này không dính này. Cái này nó mồi nó ăn chứ không phải là không dính nữa cái này. Nè. Nó mồi ở ngoài,
mấy hồng. Nó mồi nó ăn. Và cái dấu mồi nhóc rồi, mồi lỗ kiếm đường mòn đường đặt á. Dính nữa cái đây em đặt con cái con cỏ này rồi tớt quất luôn. Cái đường mòn à, mấy cái đường mòn mà nào mà ngon ngon đặt ít có khi nào mà nó dính, mà nó dính, nó dính chuột nhỏ chứ không có dính chuột bự, ngộ vậy đó. Còn mấy cái nào mà lơi 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 cái dấu nó đi mà nó theo cái kiểu như mà phớt 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 đặt lụm nào con nấy bự bự không. Bờ kinh em có hai cái đâu rồi, không dính luôn. Đây một cái nữa. Thế đây là quay ngược lại. Dính không đây? Rồi chết luôn. Ôi nè, dấu nó ngon. Dấu nó ngon vậy. Không đi. Đem con cái nữa nha cả nhà. Ở đằng trong cái đầu đằng đây. Ngay chỗ cái lùm. Nghe cái bụi dây nhãn lồng. Rồi rồi rồi, lụm mày, lụm mày. Đó. À, đó. Bự nha. Ok. Bóp bự. Sao? Nãy giờ có con này bự nhất. Vô. Đây em có ăn con cái nữa cả nhà. Đây một cái, là đằng kia một cái nữa. Rồi dính nữa à. Con này chắc hai lạng mấy. Đây một cái nữa. Dính không? Dính, dính nữa cái, dính nữa cái, lụm nữa cái. Đâu rồi? Đâu rồi cái bẫy đâu rồi? Thôi không dính nữa nhở. Cái đường nó ra ngon im ghê. Không dính. Ra im lắm luôn. Lạc một cái nãy giờ kiếm, nãy giờ xì khối luôn, kiếm không được cái nhà, bỏ luôn. Qua tới mé bên này đặt cũng mấy cái nè, đường mòn nó lên xuống gì mà nó không dính. Mòn lên xuống đẹp ghê luôn,
ý mà có làm dấu mà nó còn lạc đây không dính nữa. Dính này, nhúc nhích lại tới thứ nhúc nhích à. Đó, đen xì lì không. Cái nhất là cái lùm á, cái nằm đó đây, nhất là lùm, nhất là lùm, đâu rồi? Ở bên kia lạc rồi, bữa nay qua bên đây lạc nữa chứ, có luôn ạ. À. Trong này cái nữa nè. Rồi cái này không dính nha. Con cặp kinh hai cái. Rồi kinh dính nè. Lụm à. Đen xì luôn. Bên đây cái nữa. Nó cắn cỏ bấy nhầy luôn. Nó cắn cỏ. Cắn nó xả. Rồi cái bên này nhúc nhích nữa. Lụm nữa. Hẹn chi dính ở đây, hẹn chi không có đi xuống dưới được. Chứ không là xuống dưới quậy banh chành ở dưới. Bà con đây em còn mấy cái nữa, hết 7 nữa nhỉ. Đây cái không dính, mọn đi ngon ghê, trớt quất. Như đây là ngoài đó 4 cái gì vậy, lụm 2 chạy hả mày. Rồi nằm đó đi, quay lại anh bắt mày sao. Đen cái nữa, lụm nữa, sao chạy khỏi. Ôi nó bự. Đó. Con nào con nấy mình giống như vậy hết, là quá im luôn á, là đi đặt là một ngày một đi chiều đi đặt sáng đi thăm, tổng cộng là 4 tiếng đồng hồ là bằng một ngày làm á, nếu như mà nó chạy đều như vậy. Đây cái nữa. Cái này nó ủi rồi nhỉ, nó ủi sao đít, nó ủi tới á lòng luôn. Ngã lòng, hình như tới đây là hết rồi. Rồi để em về nhà xong rồi em tổng kết cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi em cũng mới về tới nhà cả nhà. Rồi chắc là đi đèn con nữa nè. Em đặt 30 cái thì dính được nhiêu đây, còn số kia số 7 kia thì em gửi lại chỗ nhà người quen này. Xong rồi chiều đi ra khu vực có đặt tiếp, còn là cống nhum không à, không có con chuột vàng nào hết. Nhưng đây chắc cũng được 6 kg á, nhưng mà lựa ra rồi thì lựa mấy con chuột bự, còn số chuột nhỏ bỏ lại đừng nuôi cho nó ăn, đừng nó bự lên rồi mới bán được. Hình như tổng cộng là 17 con. Quá trời, đen xì lì luôn. Chiều nay em quay lại cái khu đó nữa, đặt ở mé bên kia. Đây nè, có mấy con này nhỏ nhỏ nè, đen con nhỏ nè, một con nhỏ hơn. Con này để lại luôn, con này không giao được. Hai nhỏ nè, đen con nhỏ nữa nè, ba nhỏ nè, con còn năm con, bên kia con đó có 15 con, năm con 6 con vậy. Đó, còn nhiêu là
có khả năng giao được hết trơn. Con này đi coi, con nào bự nhất đâu? Thử con này coi. Cái lồng này 2 lạng nè. 2 lạng thì nó, cái này nó 8 lạng mấy, gần 9 lạng. Cho nó 8 lạng đi. Chuột này 6 lạng à. 6 lạng nha anh em. Rồi thì thành quả của em chiều hôm qua đi đặt 30 cái, sáng đi thăm thì được như đây. Mười bảy con. Sao nó chá chá, nó mờ mờ kỳ đó. Rồi thì video em xin kết thúc đây nha. Thì bên em cũng vẫn bán bẫy chuột cống nhâm quanh năm nha, lờ cá, bẫy rắn, bẫy chồn, bẫy chuột đường mòn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ việc liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp cả nhà trong clip tiếp theo nha.